Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc mắc treo quần áo dán tường bằng inox 304 chống rỉ. Đây là chiếc mắc treo quần áo được thiết kế có 5 mắc. Cái mắc áo này đặc biệt phù hợp với bề mặt là gạch ốp hoặc là kính vì nó có thể dán lên tường không cần khoan đục gì cả. Đây là chiếc mắc áo của chúng ta. Có chiều dài là 36,5cm và được làm từ inox chống rỉ 304. Rất là dày dặn, có 5 móc. Chiều cao của một cái móc này là 5cm, chiều sâu của móc là 4cm. Và chiều cao của cái phần áp vào tường này, là cái miếng inox này là khoảng 3,1cm. Rất là chắc chắn. Tất cả đều là làm từ inox chống rỉ 304. Trên mắc thì khoan sẵn hai cái lỗ để các bạn treo lên tường. Và chúng ta có cái treo đi kèm. Thứ nhất đó là cái bộ ốc chống rỉ có thể giúp bạn khoan và gắn lên tường thông qua vít nở. Đây là trường hợp các bạn cần gắn lên cái tường phải khoan. Còn nếu mà sử dụng cái tường gạch ốp hoặc là kính ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái miếng dính này để dán lên tường. Từ đó chúng ta sẽ có cái trục vít để các bạn cố định cái giá này lên. Đây các bạn gắn vào đây. Gắn vào bắt ốc. Thế là chúng ta có thể dán lên tường không cần khoan đục gì cả. Và có thể treo được quần áo. Rất là tiện dụng. Đây sau khi gắn ốc và dán vào cái miếng dính. Cái này các bạn sẽ dán lên cái tường gạch ốp hoặc là tường kính. Rất là hiệu quả. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái mắc treo quần áo dán tường bằng inox 304, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.